hỏi: Một, phái tiểu thừa nói thân trung ấm sẽ đi đầu thai tức khắc, nhưng sao kinh điển đại thừa lại cho rằng phải trải qua từ 7 ngày đến 49 ngày thì thân trung ấm mới đi đầu thai? 2. Con người từ đâu đến và tại sao lại có nhiều người quá vậy? Đáp: 1. Thời gian cho thân trung ấm đi đầu thai cũng không nhất định. Có khi trải qua vài đại kiếp mà nó cũng chưa đầu thai. Có khi nó lập tức đi đầu thai liền. Đây đều không có sự nhất định nào cả. 2. Không phải con người chết rồi đều có thể được sanh trở lại làm người, mà có khi bị làm gà, làm chó, làm các loại súc sanh khác. Tất cả chúng sanh phân ra theo thai, noãn, thấp, quá, và căn cứ vào tánh loại, nghiệp báo mà thay phiên nhau chạy bên đông, bên tây. Cũng giống như con người bỗng nhiên đi nước Mỹ, rồi lại từ Mỹ đi Trung Quốc. Mọi chuyện đều không nhất định. Nhưng dù cho biết mấy chuyện đó cũng không nhất định là sẽ giúp ích cho sự tu hành của mình.